Chào tất cả anh chị cô chú. Hôm nay là một chương trình mới đến từ hãng Akuya anh chị nha. Quà tặng khủng khiếp lắm. Rồi đầu tiên thì Bảo cùng thông báo quà tặng luôn. Nếu anh chị cô chú nào mua giá trị hàng trên 1 triệu thì bên cửa hàng cũng như là công ty đang có chương trình là tặng thân quạt trị giá là 220.000. Mẫu này là pin phổ thông nha. Rồi, mẫu quạt nhà Bảo tặng thì hai cấp số luôn. Mình chỉnh số 1 này, số 2. Và nếu anh chị cô chú nào mua dưới 1 triệu thì Bảo tặng 3 món quà. Đâu rồi ta? Đó, đầu đề quát Bảo có chuẩn bị đầu bắn tôn mà nó rơi đâu rồi anh chị à? Thì Bảo tặng cho anh chị cô chú mình là một đầu bắn vít ngắn đề quát xịn nè. Một đầu bắn vít dài đề quát xịn 15 phân. Và một đầu bắn tôn chính hãng để quát luôn. Mà đầu bắn tôn thì Bảo thấy nó lăng đâu. Thôi cứ nói tặng là được anh chị nha. Rồi tối ngày hôm nay mua máy nào trên 1 triệu thì bên cửa hàng Bảo đều tặng thân quạt nha. Rồi tiếp tục Bảo sẽ giới thiệu. Hôm nay sẽ có nhiều mẫu mới về anh chị cô chú ơi. Rồi Bảo giới thiệu những con máy đang rất là hot. Anh chị cô chú mình mua nhiều nè. Rồi trên đây thì Bảo con nào á có pin nhiều thì Bảo báo nhiều luôn nha. Rồi đầu tiên bộ máy mài Akuya này, mức giá có 1.550.000 thôi. Mà máy này báo pin nè bằng điện tử luôn anh chị nha. Rồi mình chỉnh cấp số nè. Rồi mình chờ một tí xíu nha. 2 nè, 3 giảm thì bên này. Rồi báo pin trên màn hình luôn. Pin phổ thông chạy rất là êm. Motor brushless, hai quả pin 15C anh chị nha. Mã máy là anh chị mua cho Bảo với mã máy là MG100 01BL anh chị nha. Đó, hai quả pin 15C. Và đương nhiên 1.550.000 là sẽ có quạt đi kèm. Rồi hộp nhựa anh chị cô chú ơi, toàn bộ tối ngày hôm nay là hộp nhựa chỉ có màu pin chọt X91 này. Và thêm một bộ khoan đến từ K1ACT chống lật cổ tay là hộp giấy thôi anh chị nha. Còn hoàn toàn sẽ có hộp nhựa đi kèm. Đó, pin chọt thì hộp nhỏ như này, máy to thì hộp đẹp như này. Rồi tiếp theo là bộ đôi pin chọt này, Bảo bán cũng nhiều dữ lắm. Đó, thân chuyên vít nha. Mẫu này anh chị cô chú nào mua một bộ hai quả pin một sạc chỉnh cấp lực 3 số ngay ở trên này như hãng Makita xịn đi trước đã làm. Rồi motor brushless chỉnh 3 cấp số, một bộ hai quả pin một sạc kèm phụ kiện đi kèm như trong thùng này anh chị nha. Đầu bắn vít này, đó, sâu đảo gấp, hai quả pin một sạc đế, 1.050.000 anh chị cô chú ơi, là đầy đủ bộ. Và nếu anh chị nào thích combo đó thì mình thêm mua thêm một bộ chuyên vít đến từ hãng Akuya. Mã máy anh chị cô chú nào mua thì với mã máy là anh chị đọc giúp Bảo là CV2 nha. Rồi 1.050.000 này, đi kèm combo thân K3 đó như này, hai quả pin một sạc đế, có 1.299.000 thôi. Mà anh chị mình được hẳn thân quạt, tức là mình mua combo này khá là lời luôn. Xem như thân này là cho không rồi. Đó, tặng thân quạt mà, trên 1 triệu thì tặng thân quạt. Đó, anh chị mình hơi cực kỳ luôn á. Rồi tiếp tục, nếu anh chị nào không thích thì mình thích bộ chuyên vít chọt màu K3 này, bên cửa hàng Bảo cũng bán nha. Đó, màu này là 3 chức năng K3, khoan bắn vít này, khoan tường bê tông. Bộ này hai quả pin một sạc đế kèm phụ kiện đi kèm máy là như này, mức giá 730.000, 3 chức năng anh chị nha. Đầu 10mm, đầu lốc, hộp nhựa đi kèm. Và tiếp theo mẫu mới anh chị cô chú nào mua cho Bảo, mẫu này tốc độ siêu nhanh anh chị nha, bắn vít lợp tôn vô địch luôn. Rồi tốc độ lên đến là 2.000 vòng luôn. Rồi mẫu này sẽ là hai chức năng cấp cược. Rồi đi kèm máy anh chị sẽ được là túi nè, rồi hai quả pin nè, một sạc đế với mã máy là X91 anh chị nha. Rồi motor brushless
tốc độ bàn thờ luôn. Đó anh chị mình bắn vít lợp tôn nè, thạch cao cực kỳ nhanh. Rồi mức giá dưới 1 triệu thì cây này có 780 nghìn một bộ thôi, tặng túi nha. Rồi đương nhiên sẽ có dưới 1 triệu sẽ có 3 món quà bắn vít nè, 2 mũi bắn vít đầu bắn tôn. Tiếp theo là anh chị cô chú nào mua cho Bảo thân cưa sứt nè, chính hãng Akuya. Rồi bộ này á sẽ là pin 4A phổ thông 10 cell nha. Rồi hai quả pin hộp nhựa đi kèm, đầy đủ dây sứt. Rồi mua cho Bảo với mã máy, anh chị mua cho Bảo á với mã máy là CV06BL anh chị nha. Đó mẫu này hai quả pin này, một sạc tăng sứt đầy đủ như này. Rồi anh chị mua sẽ có hộp nhựa hai quả pin, một sạc đế có 1.100.000 anh chị nha. Pin 10 cell, hai quả pin phổ thông. Chị cô chú nào mua một bộ hai quả pin 10 cell, một sạc đế 1.150.000 anh chị cô chú ơi, thùng nhựa này. Và đương nhiên sẽ tặng thân quạt trị giá là 220.000. Đó chương trình mới của công ty anh chị nha. Và tiếp theo là anh chị cô chú nào mà xài nè, ở gia đình này có xe hơi hoặc là vệ sinh nhà này, hai chức năng vừa thổi vừa hút, mình mua cho Bảo với mã máy là TB01. Bộ này á là hai quả pin 10 cell này, dòng xả cao, pin phổ thông. Đó anh chị nào mua thì bộ này á đầy đủ chức năng anh chị nha, thổi rất là khỏe luôn để anh chị mình xài. Rồi một bộ thổi lớn như này, logo Akuya dập nổi, có 1 triệu thôi. Và đương nhiên anh chị cô chú nào mua thì mẫu máy này sẽ được tặng quạt luôn, vừa đúng 1 triệu nhưng mà bên cửa hàng Bảo vẫn châm trước cũng như là công ty cho chương trình thì Bảo làm luôn, tặng thân quạt trị giá 220.000. Xem như một bộ này chỉ có là 780.000 thôi anh chị cô chú ơi, đầy đủ hai pin phổ thông nha. Tiếp tục Bảo sẽ lên bu lông anh chị cô chú ơi. Đó anh chị nào á mà thích bu lông có báo pin này, bằng điện tử ở trên này, chỉnh cấp lực này, rồi 350 niu bằng điện tử anh chị nha, motor brushless và đương nhiên thùng nhựa nha. Một bộ như này là 1.350.000, hai quả pin 15 cell này, dòng xả cao, có báo pin, chỉnh lực này, thông minh này, hiển thị đầy đủ lực ở trên máy. Rồi cốt có lỗ anh chị nha, mình có thể bắn vít này, lợp tôn này, khoan tường đều được. 1.350.000. Và đương nhiên sẽ có tặng thân quạt đi kèm. Đó Bảo nhắc lại rồi, trên 1 triệu sẽ có thân quạt trị giá 220.000 đi kèm. Và nếu anh chị nào thích lớn hơn, đó vặn ốc nè, nồi tay ga nè, những con ốc cứng, máy này chưa đáp ứng được, mình lên cho Bảo. Đó, mẫu này Bảo đọc mã máy đã nha. Mã máy là B350 Pro anh chị nha. Hai quả pin 15 cell, 1.350.000. Tiếp tục nâng lên cho Bảo mẫu cao hơn với mã máy là B550 Pro. Lực máy là 550 niu anh chị nha, tức là mạnh hơn cây 350 này hẳn 200 niu. Rồi bộ này sẽ trang bị cốt đặc nè, rồi hai quả pin 15 cell 6A anh chị nha. Rồi báo pin trên thân máy này, chỉnh cấp lực đầy đủ cho anh chị cô chú nào xài có ngắt quảng nha. Rồi ba cấp số nè. Rồi bộ này hai quả pin, thùng nhựa đi kèm, pin lớn, báo pin 1.670.000. Đương nhiên sẽ có thân quạt đi kèm, quà tặng công ty vừa mới giao cho cửa hàng Bảo nha. Quạt này trị giá 220.000 là thân không. Đó anh chị nào á mua thì có thể là mua riêng thân quạt cũng được, nếu nhà đã có máy khoan rồi. Rồi tiếp tục bộ này anh chị mình đặt nhiều lắm. Đó bộ này á anh chị cô chú nào mua thì công ty đã bán lẻ thân rồi anh chị cô chú ơi. Đó bộ này thì Bảo báo giá luôn 1.560.000 là được hai quả pin này. Đó 10 cell phổ thông, một sạc đế là 1.560.000 là được tặng thân quạt. Và nếu anh chị nào thích mua thân không thì mức giá có 800.000 thôi,
mà mẫu máy này trang bị tính năng cực kỳ hiện đại này. Đầu khóa lốc, ba chức năng, motor, brushless. Cây này rẻ quá trời luôn, thân không có 800.000. Rồi có chống lật cổ tay này, đó. Rồi anh chị nào á, mua thì mua cây này, bảo đang bóp công tắc. Và đương nhiên nhả ra bóp lại bình thường. Rồi motor không chổi thang nha. Và nếu anh chị cô chú nào mua nguyên một bộ thì công ty sẽ có chương trình là tặng túi đi kèm cho tất cả anh chị cô chú nào nha, mua nha. Rồi mẫu này anh chị nào á, mua thì có Anki Kickback Control nha, chống lật cổ tay, hai quả pin 10C này. Rồi về model mã máy anh chị cô chú nào mua cho Bảo với mã máy là K1 ACT, tức là chống lật cổ tay á. Rồi máy này lực rất là khủng, lên đến 107 N anh chị nha. Ba chức năng này, 20 cấp trượt để bắn vít, búa này, bê tông đều có. Tay cầm trợ lực rất là lớn, đặt nguyên khối luôn. Rồi, tối ngày hôm nay Bảo review quá trời mẫu mới luôn. Và tiếp theo, anh chị cô chú nào mua cho Bảo mẫu khoan ba chức năng mũi gài anh chị cô chú ơi, với mức giá một bộ như này, hai quả pin 15C này, đó, một sạc đế, pin 6A, dòng xả cao. Mũi này là ba chức năng mũi gài anh chị nha, 2.050.000 một bộ, đi kèm hộp nhựa, đi kèm. Rồi tối ngày hôm nay sẽ có tặng thân quạt là chắc chắn và đương nhiên rồi. Rồi tối ngày hôm nay Bảo cập nhật rất là nhiều mẫu mới cho anh chị cô chú nào mua nha. Rồi mẫu ba chiếc gài này á, anh chị mình mua với mã máy là 2-2601BL anh chị nha, 2.050.000 mà được hàng hai quả pin 15C này, sạc đế này, mình xài thời gian cực kỳ lâu mới hết pin nha. Rồi chương trình mới từ hãng Akuya thì anh chị cô chú nào đang có nhu cầu mua một con máy pin giá tầm trung anh chị nha, mà chất lượng ổn định, Akuya là một trong những thương hiệu khá là lớn, Bảo làm việc cả 3-4 năm trời rồi nên là chất lượng cực kỳ yên tâm. Rồi chế độ bảo hành toàn bộ nha, pin sạc máy là 6 tháng. Rồi anh chị cô chú nào có nhu cầu liên hệ ngay đến cửa hàng Bảo để chốt một cây về làm gia đình cũng như là công trình. Rồi Bảo nhắc lại nha, trên 1 triệu sẽ được tặng thân quạt trị giá 220.000, dưới 1 triệu thì được tặng đầu vít đề quát xịn ngắn này, đầu vít đề quát xịn dài và một đầu bắn tôn. Rồi Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay về chương trình mới từ hãng Akuya tại đây.